giờ mình đã hoàn thành một cái dĩa mì xào rồi các bạn, rất là đẹp luôn ha. Đó, mình tự trang trí luôn. Bây giờ mình để ăn thôi, mời các bạn ăn. Ngon quá, phải có tương ớt mới được. Với lại á, hôm nay là cái nhân dịp ngày sinh nhật của chị Ho mình. Bây giờ đang ở bên Nhật á, cho nên không được ăn sinh nhật. Thì hôm nay mình sẽ chúc mừng sinh nhật của chị bằng cách là làm mì xào này nha các bạn. Nhưng mà chị không được ăn, chỉ có mình được ăn thôi. Mình muốn nói với chị rằng là tuy á cách xa nhưng mà tình chị em vẫn như vậy nha chị. Là một dĩa mì xào rất là to luôn nha các bạn. Và mình ăn cũng giờ gần no lắm rồi các bạn. Nhưng mình sẽ cố gắng ăn hết miếng này ở đây. Thì cũng cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Thì các bạn nhớ like, share, subscribe, ủng hộ clip của mình nhé. Thực sự là chỉ là hai gói mì thôi nhưng mà rất là no luôn các bạn. Có thể là xong buổi sáng và buổi trưa của mình luôn á. Còn một miếng xúc xích cuối cùng. Để mình vét hết dĩa luôn là hết rồi. Bye bye bạn nha. Bye.